đoạn khi mặt trời chưa lặn. Thế Đức Chúa Giêsu giết con chiên vì hệ kế phép xưa dạy kẻ làm việc ấy. Khi người cầm con chiên thì ngửa mặt lên mà rằng: con đòi ơn Đức Chúa Cha. Nay là con chiên thật, mai sẽ dâng mình trên cây thánh giá cho cả và thiên hạ được khỏi tội. Chớ dễ ngày cùng giờ đến cho chồng, cho con đẹp lòng Đức Chúa Cha, con đẹp lòng con vì thương các linh hồn. Người ta thường nạt đàn thật mà xa hỏa hồ, trong ăn thì chiên ngày lễ cùng trước ngày chiều đã ăn. Đây đã được thì thầy mừng, ăn thịt chiên đoàn lại ăn rau diệp đắng. Như phép trong đạo truyền, khi ăn thịt chiên cùng rau diệp đắng ấy, thế Giêsu nhớ đến ít lửa, lấy lửa mà lòng kêu dấu, mà hà chiều chết như nướng trên cây thánh giá vậy. Cùng nhớ đến ít nữa, phải uống của đắng trên núi kia vì tội thiên hạ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa quý bạn trẻ, bước vào Tam Nhật Thánh với thứ năm mà chúng ta dâng thánh lễ này được gọi là thánh lễ tiệc ly, thì chúng ta nhớ là lời của Chúa Giêsu ngắn gọn và hay nhất, đó chính là: anh em hãy yêu thương như Thầy đã yêu thương anh em. Vậy dâng thánh lễ hôm nay xin cho mỗi người chúng ta bằng cả trọn niềm tin chúng ta yêu mến Chúa, yêu mến Chúa trong các bí tích mà chúng ta được đón nhận, đặc biệt là với bí tích thánh thể và với bí tích truyền chức thánh. Chúng ta xin Chúa cho những ai đang sống trong ơn gọi linh mục tu sĩ được sống dồi dào ơn thánh Chúa để phục vụ cộng đoàn, và chúng ta cũng được gọi là linh mục cộng đoàn. Chúng ta cũng xin Chúa cho chúng ta sống cái vai trò là người con của Thiên Chúa trong thân thể mầu nhiệm với Thiên Chúa là tình yêu. Cùng với tâm tình này, chúng ta dâng lên Chúa lời tạ ơn, cầu bình an, xin mọi ơn lành như ý, xin thánh hóa công năng việc làm. Xin ơn Chúa rằng chúng ta cầu nguyện cho linh hồn đa men, ba linh hồn Maria, Anton, Francisco, Vero, hai linh hồn Duce, các linh hồn tiên nhân nội ngoại hai bên, các linh hồn thai nhi, linh hồn Isabel nhân ngày giỗ, và cả tâm tình chúng ta dâng lên được Chúa nhận lời, chúng ta cúi nguyện thành tâm sám hối. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Vì chúng con đã xúc phạm Thiên Chúa.
Lạy Chúa xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Xin in Chúa toàn năng thương xót tha tội và nhận đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, trong bữa tiệc ly trọng đại trước ngày tự hiến thân chịu khổ hình, Đức Giêsu đã chối lại cho hội thánh một nghi lễ mới muôn đời tồn tại, làm bằng chứng tình thương của Người. Chiều nay chúng con đến tham dự yến tiệc cực thánh như Người truyền dạy. Xin Chúa cho tất cả chúng con được tràn đầy tình yêu và sức sống viên mãn của Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiện trì cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài đọc 1. Bữa ăn vượt qua nhắc người Do Thái nhớ đến thời nô dịch bên Ai Cập. Lễ vượt qua cũng nhắc chúng ta nhớ đến cuộc hy sinh của Đức Kitô đã cứu toàn thể nhân loại ra khỏi tội lỗi. Mời cộng đoàn lắng nghe bài trích sách xuất hành sau đây. Bài trích sách xuất hành. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Môi-se và A-rôn ở đất Ai Cập rằng: tháng này các ngươi phải kể là tháng đầu năm, tháng thứ nhất. Hãy nói với toàn thể cộng đồng con cái Israel rằng: mùng 10 tháng này, ai nấy phải bắt một chiên con, mỗi gia đình, mỗi nhà một con. Nếu nhà ít người không ăn hết một con chiên, thì phải mời người láng giềng đến nhà cho đủ số người để ăn một con chiên. Chiên đó không được có tật gì, phải là chiên đực được một năm. Có bắt dê con cũng phải làm như thế. Vậy phải để dành cho đến ngày 14 tháng này. Rồi vào lúc chập tối, toàn thể cộng đồng con cái Israel sẽ giết nó.
lấy máu bôi lên khung cửa những nhà có ăn thịt chiên. Đêm ấy sẽ ăn thịt nướng với bánh không men và rau đắng. Phải ăn như thế này, phải thắt lưng, chân đi dép, tay cầm gậy và ăn vội vã, vì đó là ngày vượt qua của Chúa. Đêm ấy ta sẽ đi qua xứ Ai Cập, sẽ giết các con đầu lòng trong xứ Ai Cập, từ loài người cho đến súc vật, và ta sẽ trừng phạt chư thần xứ Ai Cập. Vì ta là Chúa, máu bôi trên nhà các ngươi ở đó sẽ là dấu hiệu, và khi thấy máu, ta sẽ đi qua mà tha cho các ngươi, và các ngươi sẽ không bị tai ương tác hại khi ta giáng họa trên xứ Ai Cập. Các ngươi hãy ghi nhớ ngày ấy, làm lễ tưởng niệm và vài mừng ngày đó trọng thể kính Thiên Chúa. Các ngươi sẽ lập lễ này để mừng vĩnh viễn muôn đời. Chúa đã lập bí tích thánh thể, bí tích quyền chức thánh, ban giới luật yêu thương và mời gọi chúng ta hãy làm tất cả những việc này để nhớ đến Người. Mời cộng đoàn lắng nghe bài trích thơ trong thơ của Thánh Phaolô sau đây. Bài trích thơ của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Cô-rinh-tô. Anh em thân mến, phần tôi đã lãnh nhận nơi Chúa điều mà tôi đã truyền lại cho anh em, là Chúa Giê-xu trong đêm bị nộp, Người cầm lấy bánh và tạ ơn, bẻ ra và phán: các con hãy lãnh nhận mà ăn, này là mình ta, sẽ bị nộp vì các con. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén và phán: chén này là tân ước trong máu ta, mỗi khi các con uống, các con hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Vì mỗi khi anh em ăn bánh và uống chén này, anh em loan truyền việc Chúa chịu chết cho tới khi Chúa lại đến.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Trước ngày lễ vượt qua, Chúa Giêsu biết đã đến giờ mình phải bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha. Người vốn yêu thương những kẻ thuộc về mình đang còn ở thế gian thì đã yêu thương họ đến cùng. Sau bữa ăn tối, ma quỷ gieo vào lòng Judas Iscariot, con Simon, ý định nộp người. Người biết rằng Chúa Cha đã trao phó mọi sự trong tay mình, và vì người bởi Thiên Chúa mà đến và sẽ trở về cùng Thiên Chúa, người trỗi dậy, cởi áo, lấy khăn thắt lưng, rồi đổ nước vào chậu. Người liền rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy người đến chỗ Simon Phêrô, ông này thưa người rằng: Lạy Thầy, Thầy đến rửa chân con ư? Chúa Giêsu đáp: Việc Thầy làm bây giờ con chưa hiểu, nhưng sau con sẽ hiểu. Phêrô thưa lại: Không đời nào Thầy sẽ rửa chân cho con. Chúa Giêsu bảo: Nếu Thầy không rửa chân cho con sẽ không được dự phần với Thầy. Phêrô liền thưa: Vậy xin Thầy hãy rửa không những chân con mà cả tay và đầu nữa. Chúa Giêsu nói: Kẻ mới tắm rồi chỉ cần rửa chân, vì cả mình đã sạch. Tuy các con đã sạch, nhưng không phải hết thảy đâu. Vì người biết ai sẽ nộp người nên mới nói không phải tất cả các con đều sạch. Sau khi đã rửa chân cho các ông, người mặc áo lại. Và khi đã trở về chỗ cũ, người nói: Các con có biết việc Thầy vừa làm cho các con chăng? Các con gọi ta là Thầy và là Chúa thì phải lắm, vì đúng thật Thầy như vậy. Vậy nếu ta là Chúa và là Thầy mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau. Vì Thầy đã làm gương cho các con, để các con cũng bắt chước mà làm như Thầy đã làm cho các con. Đó là lời Chúa. Thưa quý ông bà, chị em, trong cách thức mà chúng ta hay so sánh cái này với cái kia, chúng ta so sánh hơn, so sánh bằng, so sánh kém. Khi mà chúng ta cân đo đong đếm, vậy thì khi mà so sánh với các thiên thần được bạn chị em, chúng ta lại thua một bậc. Quý bạn chị em thấy lạ lùng. Tại sao lạ lùng như vậy? Và không có thể nào mà nói không có lạ lùng được ở chỗ này, khi mà chúng ta đưa hai cái thụ tạo của Thiên Chúa dựng nên và biết rằng con người, linh mục cũng là con người, thua kém với thiên thần. Nhưng mà do VNA đã làm một động tác mà chúng ta cảm nhận thấy đó là sự trân trọng, quý mến hơn các thiên thần. Tại sao vậy thưa các bạn chị em? Câu trả lời mà chúng ta có thể tìm hiểu được ở trong ngày thứ năm tuần thánh, đặc biệt là trong thánh lễ tịch ly hôm nay, Chúa Giêsu một cái cuộc động tác gọi là động tác chia tay tại bữa tịch ly. Tưởng rằng là khi mà đã chia tay là đã kết thúc, là đã khép lại, nhưng không, thưa quý bạn chị em, không khép lại.
mà lại là mở ra. Như thế thì một cái sự kỳ diệu mà chúng ta khám phá ở Đức Giêsu Kitô trong ngày Ngài gọi là tạm biệt các tông đồ ở bữa tiệc ly hôm nay. Đó là Ngài làm một động tác mà do An trong tin mừng của mình hôm nay ghi lại rất chi tiết. Chúa Giêsu yêu thế gian và những kẻ thuộc về mình, Ngài yêu họ, yêu cả con người của Đức Giêsu, yêu cả cuộc sống của con người. Và cuối cùng thưa các bạn, chị em Phêrô đã chấp nhận để được giữ phần với Chúa, tức là được giữ phần vào việc mừng lễ vượt qua, được giữ phần vào bí tích thánh thể, tức là giữ phần vào thịt máu của Chúa Kitô trong sứ vụ của mình. Chúa Kitô ở trong bí tích truyền chức và đã làm thay mặt Đức Kitô trong tư cách là đầu để biến bánh thành thịt máu của Đức Kitô. Như thế thì thưa các bạn chị em, cái sự kỳ diệu mà tưởng chừng khép lại nhưng giờ đây lại mở ra, mở ra cho chúng ta một sự sống mới ở nơi bí tích thánh thể, mở ra cho chúng ta bí tích thánh thể sẽ được cử hành, được lập đi lập lại nhiều lần ở trong đời sống đức tin của chúng ta từ khi chúng ta có trí khôn, xin lỗi, từ khi chúng ta lãnh nhận sự sống, được lãnh nhận tất cả những ân thánh đó. Thì cái thái độ thưa các bạn chị em của đời sống bí tích thánh thể và bí tích truyền chức có tương quan mật thiết với nhau để duy trì chúng ta sự sống vĩnh cửu. Trong bí tích truyền chức, Chúa Giêsu đã phải bẻ mình ra là chết trên thập giá để hiến tế cho chúng ta nuôi sống sự sống của chúng ta. Và nhờ đó thưa các bạn chị em, chúng ta đã nhận sự sống đời đời, tham dự vào đời sống thiêng liêng thánh thiện mà Thiên Chúa gửi trao, đó là ở nơi bí tích thánh thể. Chúng ta cũng xin Chúa cho chúng ta biết bẻ mình ra để chia sẻ với người khác. Và ở trong thiên chức linh mục, chúng ta cũng là linh mục cộng đoàn, chúng ta biết hy sinh, biết cho đi, biết làm những cái công việc quảng đại bác ái để yêu thương anh em và yêu thương chính bản thân của chúng ta. Và lát nữa đây linh mục sẽ làm cái từ điển đó. Có nhiều người nói như thế này, thưa các bạn chị em, sự thật, các cha chỉ rửa chân cho có tông có mười mấy người đại diện mà thôi, nhưng sau đó họ rửa chân cho cha cả năm và biết bao nhiêu người rửa chân. Cái điều đó cũng đúng thưa các bạn chị em, nếu như người linh mục không tốt lành, chỉ biết hận hoẹ, trách móc, la mắng, lười biếng, không có đời sống tâm linh, không có đời sống đạo đức, thì thưa các bạn chị em, quý bạn chị em đang rửa chân cho linh mục. Mà ngược lại thưa các bạn chị em, hình ảnh Đức Kitô sống động nhất là hình ảnh người linh mục luôn cúi mình khiêm tốn trong đời sống cầu nguyện, trong đời sống yêu thương tất cả mọi người, trong trách nhiệm giúp đỡ để người anh chị em của mình sống trong ơn thánh của Chúa. Cho nên hôm nay chúng ta chứng kiến hình ảnh linh mục rửa chân cho các tông đồ là hình ảnh Chúa Giêsu làm lại cử chỉ đó, thì chúng ta cũng cầu nguyện cho các linh mục cũng luôn biết cúi mình để nhìn nhận những khiếm khuyết của mình. Đồng thời thưa các bạn chị em, chúng ta cũng cầu nguyện cho các linh mục để chính các linh mục luôn là của lễ sống động dâng lên Chúa, là hy tế đẹp nhất để cử hành lại hiến tế ở trên bàn thờ thập giá mà Đức Kitô đã làm. Đó chính là cử chỉ yêu thương. Cử chỉ đó thưa các bạn chị em mang lại cho chúng ta sự sống dồi dào trong đời sống người tín hữu, luôn luôn nâng đỡ đời sống người linh mục và chính đời sống chúng ta để hòa chung một niềm vui. Niềm vui chúng ta sống trong ơn gọi của đời sống thánh thể, và qua đời sống thánh thể đó chúng ta sẽ được gia nhập vào sự sống vĩnh cửu mà Đức Kitô đã để lại cho chúng ta.
ta lên ngồi ở trên gian cung thánh. Tôi lặp lại, nên những ghế đã kê sẵn ở trên gian cung thánh để chuẩn bị cho rửa chân. Giang sử thương có Đức Chúa Giê-xu, ngày mình chẳng còn ở cùng đầy tớ nữa, thì toàn làm những sự là cho người ta biết người yêu đầy. Dude.
chân chúng con. Con ơi, ngần ngại chi nữa, nơi con lớn lên như thế, con sẽ thầy là chuyện chị em thân mến. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã truyền cho hội thánh mãi mãi cử hành nghi lễ tưởng niệm cuộc thương khó và phục sinh của Người. Vậy chúng ta hãy thờ lạy Người và tha thiết cầu xin. Cầu cho hội thánh và hàng giáo phẩm, Chúa là vị thượng tế của giao ước mới trên bàn thờ thập giá. Chúa đã hiến thân lòng của lễ bè toàn, chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các phẩm trọc hội thánh và hàng linh mục sốt sáng khi cử hành thánh lễ, sẵn sàng hiến thân lòng của lễ dâng lên Thiên Chúa bằng hy sinh và phục vụ. Xin Chúa nhận lời chúng ta. Cầu cho lãnh đạo các quốc gia, Chúa nói: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho lãnh đạo các quốc gia hiệp nhất với nhau để đem hòa bình cho thế giới, bỏ qua hận thù, ghen ghét, kỳ thị chủng tộc và tôn giáo trên thế giới, biết yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ tinh thần, vật chất cho các nước đang chịu đói khát, đau khổ, chết chóc do dịch bệnh Corona gây ra. Xin Chúa, cầu cho những người đau khổ, bệnh tật. Chúa nói: các con hãy cầm lấy mà ăn. Này là mình Thầy, hãy cầm lấy mà uống. Này là món Thầy. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người đang chịu đau khổ và mất niềm tin khi phải đối diện với dịch bệnh Corona, được Chúa thương chữa lành. Nhờ đó họ được tin vào sự hiện diện của Chúa trong bí tích thánh thể và siêng năng thâm dự bí tích cực thánh này. Xin Chúa, Chúa nói: các con cũng phải rửa chân cho nhau trong năm mục vụ gia đình, hướng đến niềm vui của tình yêu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi gia đình trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết sống khiêm nhường, yêu thương và phục vụ, để các gia đình được hạnh phúc, ấm êm và cộng đoàn giáo xứ được an vui trong tình yêu hiệp nhất. Xin Chúa nhận lời chúng ta. Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con người theo hình ảnh Chúa, xin cho chúng con biết tôn trọng và yêu mến nhau, để nhờ đó chúng con có thể nên hoàn thiện như Cha trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Oh.
là cha toàn năng chấp nhận. Đề ca tụng tơ nguyên nhân Chúa và mong ước cho chúng ta cùng lạy Chúa, xin thương giúp cộng đoàn tín hữu chúng con cử hành thánh lễ này cho xứng đáng. Vì mỗi khi chúng con dâng lễ tưởng niệm cuộc phục hình của Đức Kitô là chúng con được hưởng ơn cứu chuộc của Người, Người hằng sống và hiện trị muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là tư tế thật và vĩnh cửu khi thiết lập thể thức hy lễ trường tồn. Người là đấng đầu tiên đã dâng mình cho Chúa làm của lễ cứu độ và đã truyền lại cho chúng con dân mà tưởng nhớ đến Người. Khi chúng con rước mình Người hiến tế vì chúng con thì chúng con được mạnh sức. Và khi chúng con rước máu Người đổ ra vì chúng con thì chúng con được rửa sạch. Vì thế cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần, cùng toàn thể đạo binh tin của chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Chúa là Thiên Chúa chết như con Chúa thì cũng được sống lại như Người.
xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em, chúc con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được bảo hộ ánh sáng con nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, mẹ Tiên Chúa Thánh Giuse, bạn trong năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa. Nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi nhân dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Chúa Kitô cho đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con, xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin hãy thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đừng xa tôi chúng ta, xin đừng xa. Đành chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Con chẳng đấng Chúa đấng bảo vệ con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ. Thank you.
xuân năm nay nhân loại được phóng thiên hà, và từ ngày thiêng đi tháng tháng xuân hạnh xa hàng, tôi còn như nghe ai những người ta tiếng nguyện cầu, tôi còn như nghe ai nỗi lạy Thiên Chúa toàn năng nhân hậu, chiều nay chúng con đã được bổ sức tại bàn tiệc của Đức Kitô. Mai ngày xin Chúa cũng đón nhận chúng con vào dự tiệc muôn đời trong nước Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Giờ đây chúng ta sẽ cùng nghinh thánh thể. Xin quý bạn chị em chúng ta cũng lần lượt để ước mình thánh chung quanh nhà thờ. Cha chủ tế sẽ xông hương mình thánh, sau đó xin quý ông ban trật tự chúng ta sắp xếp đường kiệu như sau. Thứ nhất là thánh giá nến cao, sau đó là cộng đoàn phân nửa nhà thờ ở mé bên trên. Sau khi hết phân nửa nhà thờ cộng đoàn rồi thì tới các thừa tác viên, sau thừa tác viên là các tông đồ,
sau tông đồ là các em tung hoa, tiếp theo là phương du, mình thánh chúa cha sẽ đi ở trong phương du, và sau khi phương du đi ra khỏi phân nửa nhà thờ thì cộng đoàn chúng ta tiếp tục đi theo và yêu cầu chúng ta xếp hàng 4, chúng ta đi cho nó nhanh, xếp hàng 4 để cho mau hết, không thể chờ đợi lâu được. Xin quý ông trật tự dẫn đoàn rước nhẹ. Hội thánh kêu mình thánh chúa qua nhà tạm này để chúng ta kính thờ cách đặc biệt long trọng trong ngày kỷ niệm Chúa lập bí tích thánh thể, đồng thời để đền tạ những xúc phạm đến bí tích nhiệm màu này. Thịt ta chính là của ăn, máu ta chính là của uống. Ai ăn thịt và uống máu ta sẽ được sống đời đời. Lạy Chúa Giêsu, Chúa muốn ở lại với chúng con luôn mãi. Ngài đã tự hủy để trở nên lương thực cho chúng con. Xin cho chúng con biết siêng năng đến bái thờ để không ngừng cảm nhận được tình yêu vô biên của Chúa. Tình yêu Chúa giúp chúng con khám phá ra vẻ đẹp và lòng nhân từ của Người trong tất cả mọi sự. Tình yêu Chúa cho chúng con nhìn thấy sự hiện diện của Ngài qua mọi biến cố vui buồn khắc khoải của cuộc sống.
sống yêu thương, biết khoan dung, bỏ qua những lầm lỗi của nhau và biết xây dựng một cộng đoàn huynh đệ, ngõ hầu làm chứng cho tình yêu của Chúa. Xung quanh khi Chúa đã trao ban chính mình Ngài cho con người, quà tặng đích thực mà con người trao cho nhau cũng phải là những gì thuộc về chính bản thân mình. Vì thế giáo hội luôn kêu gọi con cái mình cần phải trở nên cho người khác qua việc mở rộng trái tim nhân hậu để yêu thương và đón nhận những con người khốn khổ, nghèo nàn, mở rộng bàn tay chia sẻ và mở rộng tâm hồn quảng đại và nhân ái với những người xung
Được rồi, chúc mừng sinh nhật.